cho con tí mẹ, cho con tí mẹ nó hưng phấn rồi, nó cong cong đuôi lên nó tí này. Đây, đuôi cứng ngắc đấy, đuôi cứng ngắc. Đuôi thằng này nhìn thế thôi nhưng mà cũng cứng ngắc đấy. Cái đuôi của con chó nó như này là khi nào mà nó cảm thấy hưng phấn hay nó ti, nó cảm thấy hưng phấn đấy. Bởi vì nó được ăn mà, được ăn, nó bú, nó mút thì con nó ra sữa, cho nên là cái đuôi của nó này thẳng tắp, cứng ngắc. Trời, mẹ ngủ. Đấy. Siro và những đứa con. Chiro và những đứa con. Đến ngày hôm nay thì một ngày phải thay thảm một lần. Thảm cho nó tè ra, giấy cho nó tè ra. Tầm này là cái tầm mà cho mẹ cho dù tì sữa có căng đến mấy thì căng vào cho con nó làm một lượt là xẹp hết tì ngay. Tầm này nó bú rất là nhiều. Khi mà phải nuôi cho con bằng sữa ngoài thì mới biết được ở cái tầm này cho con nó bú nó nhiều như thế nào. Một con nó phải bú khoảng tầm 70ml. Ở cái tầm này 70ml, 80ml. Nhiều lắm đấy các bạn ạ. Một cái lon coca được bao nhiêu ml? Hình như là 330ml. Đấy, mọi người tưởng tượng thế cho dễ. Một lon coca, một lon bia 330ml. Mà một con cho nó bú khoảng tầm 80ml, 70ml, 80ml thì nó nhiều như thế nào? Tức là cái lượng sữa nó bú là 4 con là hết một cái lon đấy rồi, một cái lon bia, một lon coca đấy, sữa. Nó nhiều lắm. Bẹ sữa con mẹ, cho nên bẹ sữa con mẹ ở tầm này là cho dù căng mấy căng vào nằm với con một tí là xẹp lép. Nha, Shiro nha. Chưa. Siro xinh gái quá. Mẹ Siro xinh gái quá. Mẹ Siro xinh lung linh luôn. Trời, xinh lung linh. Thôi được rồi, nằm xuống. Kệ cho con nó ti đi. Hôm nay thì bắt đầu là bước vào cái thời tiết, qua cái thời tiết lạnh rồi. 2-3 ngày hôm nay thì bắt đầu trời bắt đầu ấm. Cho mẹ nằm với con là thấy nóng rồi, dù không có bật sưởi. Bởi vì thời tiết nó 25-26 độ. Đang ở cái nhiệt độ nó chỉ có mấy độ, với này 10 độ, 12 độ. Bú tí no luôn này. Bây giờ nó chuyển sang hai mấy độ là cho con nó cũng có thể là nó ngoạc mỏ ra, nó kêu nóng. Cho mẹ thì ít chịu nằm cùng với con hơn. Vì nằm ở trong chuồng với con thì nó nóng. Ra ngoài nằm. Đây, nuôi chó trong nhà đây. Đây, bà ngoại đang nằm đây. Đấy. Cho mọi người xem cái chỗ nuôi. Cái giống Rottweiler nó rất là sạch sẽ. Hoàn toàn có thể nuôi con chó ở trong nhà được. Miễn là có một cái khoảnh sân nhỏ. Một cái khoảnh vườn nhỏ, một cái khoảnh sân nhỏ, hoặc là thậm chí là sân thượng. Có cái sân thượng, làm cái chỗ, bỏ ra một cái phần để làm chỗ cho con chó nó chủ động nó đi vệ sinh. Thì nó sẽ chạy lên trên sân thượng nó đi vệ sinh. Rồi chúng ta sẽ dọn dẹp nếu mà chúng ta không dắt nó ra ngoài được. Như chó nhà mình thì thỉnh thoảng chủ đi thì chủ cho đi, chứ còn bình thường là chó chơi ở nhà suốt. Lên sân thượng ngắm trời, ngắm đất và ngắm làng xóm. Đấy chính là đi vãng cảnh, tự do thoải mái.
ở trong nhà, ở nhà hoặc lên sân thượng. Thỉnh thoảng người chủ cho ra ngoài chơi. Đấy, đơn giản. Không phải là ở thành phố là không nuôi được chó đâu nhé. Dĩ nhiên là Rokolagovi thì có trang trại, hai điểm nuôi tập trung, nhưng mà ở nhà thì mình cũng nuôi. Mình thích nuôi chó ở gần người. Nuôi chó như vậy thì nó là thích nhất. Chỗ nò ra nằm gái chờ. Chứ nó bây giờ cho nó bắt đầu cho nó biết nghịch rồi đấy nhá, bắt đầu biết nô rồi đấy. Đây, nhìn thái độ của con này nhá. Ê em có dậy chơi không? Em nằm luôn đấy hả? Hả? Cứ ra cái chỗ nền gỗ nằm, không chịu nằm ở chỗ thảm bởi vì nằm ở thảm nó nóng. Ừ. Đấy, nhìn cái ánh mắt nó tươi chứ, nó đang cười đấy. Tao em cái đầu mẹ liếm bết hết lông rồi, giờ hôm nay chưa có lau lông, lau chịu khó lau lông bằng cái khăn giấy cho chúng nó, thì hoặc là dùng cái khăn ướt lau cho chúng nó thì chúng nó sạch đấy. Nó bây giờ tuổi này bắt đầu cho nó đã tự nô một mình rồi đó. Cũng bắt đầu nghe thấy có tiếng hầm hè rồi. Hầm hè lúc mà chúng nó nô nhau, nhưng mà không có chộp được. Để hôm nào mà chộp được thì quay cho mọi người xem. Này, con chó con nó vừa mới mở mắt, nó đã hầm hè cũng quắc quắc nó sủa rồi đấy. Chứ không phải là cái con chó con là lúc bé nó không biết sủa đâu. 20 ngày nó đã thấy chúng nó sủa rồi. Mười mấy ngày có thể đã nghe thấy tiếng chúng nó sủa rồi. Bởi vì là mình nuôi chó là mình nuôi chó ở nhà, cho nên là những cái đấy thì mình quan sát được. Còn bình thường mọi người nuôi chó cách riêng cái chỗ người ở ra thì có thể mọi người không biết. Nhiều người thì nuôi chó rất là lâu, dăm năm, 7 năm, 10 năm. Có người thì bỏ nuôi nuôi đến 20-30 năm, nhưng mà lại phát biểu là cái con chó bé nó không biết sủa. Con chó nó phải nửa năm nó biết sủa, với lại con chó nó phải 1 năm nó mới biết sủa. Cái con rốt nó phải 1 năm nó mới biết sủa, ngày bé nó không biết sủa. Bởi vì sao? Bởi vì cái con chó mọi người nuôi nó không sủa, thì mọi người nghĩ là như vậy nhưng không phải. Con chó rốt là nó biết sủa từ rất là sớm. Và thường thường những cái con chó con mà trại nhà mình, những cái con chó giống ở trại nhà mình mà bán về cho các chủ mới, nó ở nhà mới ở ngày đầu tiên và ngày thứ hai là nó đã sủa trong nhà rồi. Có người lạ có thể nó sủa người lạ, còn bình thường nếu có tiếng động lạ là nó sẽ sủa. Chứ nó không phải nó không biết sủa đâu. Giao chó cho các chủ thì thường thường là con chó nó ở khoảng tầm 2 tháng mấy ngày, tức là nó là ở cái quãng cỡ 60 mấy ngày thôi nó biết sủa hết rồi. Còn tất nhiên nó biết sủa từ trước hết rồi, nhưng mà ở cái tầm đấy là nó về nhà mới là nó biết sủa bảo vệ lãnh thổ của nó rồi nhá. Nó thấy có tiếng động lạ là nó sủa rồi, nó thấy có người lạ là có thể nó cũng sủa rồi. Mấy ngày đầu thì có thể nó chưa biết người nhà với người lạ, nhưng mà ai mà cứ phi đi nhanh nhanh, phi rầm rầm làm cái gì nó giật mình là nó sủa ngay. Đây, ngủ ra đây. Thanh niên này ngủ ra đây. Trời, trời. Nhóc con này sao nằm ở đây? À, ôi trời, đúng là con gái thích nằm với mẹ. Con gái thích nằm với kê chân lên, kê đầu lên chân mẹ ngủ nó mới ngon. Mẹ làm sao để cho con nó ngủ đi.
kìa kìa siro kìa, con nó chui ra đằng sau rồi kìa. Đây, ngủ hết rồi đấy. Khi mà con mẹ nó thấy con mà nó theo cái kiểu như này là nếu mà mình đi ra là con mẹ nó sẽ phi ra khỏi chuồng ngay, phi ra khỏi ổ ngay, bởi vì nằm trong ổ thì nó nóng. Đây, mút gần như không còn gì, à vẫn còn sữa, vẫn còn sữa nhưng còn rất ít. Đây, mỗi một con nó bú xong thì cái bụng nó như thế này đấy. Thế thôi nhưng mà cái bụng của nó cứng lắm, nó bú căng bụng luôn đấy, chứ không phải là nào. Quay cái mặt lên đây anh nhìn cái mặt thanh niên này cái xem nào. À, thanh niên nhìn đây xem nào, xem con của Loki với Siro xem thế nào. Hứa hẹn là rất đẹp trai. À, nhìn cái mặt đây này, hứa hẹn là cực kỳ đẹp trai luôn. Mặt từ bé nhìn nó đã sắc nét rồi, nhìn nó rất là có hồn. Nhìn cái mặt từ bé nó đã rất là có hồn rồi nhỉ. À, dù là cái con chó con ở cái tầm này nó mới mở mắt là nó chưa có nhìn thấy gì đâu, nó phải mở mắt mấy ngày thì nó mới nhìn được. À, lúc đầu thì nó nhìn gần, thế sau nó nhìn xa dần, nhưng mà cái ánh mắt của nó nhìn nó vẫn có hồn. Lúc mà nó cười nó ngoác mỏ ra chơi với nó là nhìn cái mắt nó tươi nha. Nha, đấy nô đấy. Lúc này ông nô thế, ông đang ngoái lại ông ấy gặp ông nô đấy. Trời trời, thôi mẹ đừng liếm, mẹ liếm con tè nó lại đần mặt nó ra. Mẹ liếm tè là mặt đần thối. Chào thanh niên. Chào em. Gặm tay á, chợ chợ. Yêu lắm nhỉ. Chợ hiểu quá. Bắt đầu gặm linh tinh rồi đấy. Dù chưa mọc răng. Chợ. Làm gì đã có cái răng nào mà đã gặm? Đấy, mồm đấy, há mồm ra làm gì có cái răng ở đâu. Chả có cái răng nào mà đã thích gặm rồi. Gặm ngon không? Ngon chê nhỉ. Chưa mọc răng. Chưa mọc răng đã thích gặm rồi. Nhỉ, các bạn đây. Chào bố đẹp ra nhá. Rồi, bỏ đẹp ra xuống dưới đi. Được rồi. Thôi. Kêu gì hả em? Kêu gì? Vào đây nào. Nằm ở đây. Không phải kêu gào kêu khóc. Đầu bẩn hết rồi này, gật nhè hết rồi nha. Trời, ông thích gặm, hôm nay ông thích gặm quá. Nào, gái vào đây nào. Nào, cũng thích gặm, làm gì đã có cái răng nào mà gặm. Đi vào đây, vào đây nào. Bú xong đến giờ đi vệ sinh này cho nó sẽ ra cái chỗ giấy này cho nó đi vệ sinh nhá. Thỉnh thoảng nó mới vệ sinh vào trong thảm thôi. Hầu như nó vệ sinh ra chỗ giấy rất lịch sự.